thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan và bùng phát vào địa bàn, thành phố Hưng Yên đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Ngay trong đầu giờ sáng nay, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hưng Yên đã tiến hành họp khẩn tại xã Hồng Nam, nơi có trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 907 tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ban chỉ đạo xã Hồng Nam đã tiến hành phun khử khuẩn ngay nơi ở và đưa trường hợp F1 lên trung tâm y tế thành phố Hưng Yên cách ly, theo dõi theo quy định, đồng thời thành lập chốt kiểm dịch tại xóm Hỷ Tước, thôn Lê Như Hổ. Tất cả các đối tượng F2 và F3 chúng tôi đang rà soát một cách hết sức tích cực. Đến nay đã phát hiện ra khoảng trên 140 trường hợp F3 và 13 trường hợp F2 liên quan đến xã Hồng Nam và một số phường xã khác và đang tổ chức cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hưng Yên đã tổ chức cách ly tại nơi cư trú đối với 7 người tại đội 1 thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương do tiếp xúc gần với F1 của bệnh nhân 867, huyện Bình Giang, thành phố Hải Dương. Tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại hộ gia đình, hàng ngày nắm bắt tình hình sức khỏe của công dân F1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Liên Phương đã chủ động tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động cài đặt ứng dụng Bluezone. Ban chỉ đạo xã Liên Phương đã triển khai tổ đội phản ứng nhanh và tổ phòng chống dịch xuống địa bàn khai thác thông tin và hướng dẫn gia đình cách ly. Trung tâm y tế cũng đã thực hiện lấy test nhanh thì kết quả là âm tính lần đầu. Hiện thành phố Hưng Yên đang cách ly 1 công dân tại cơ sở y tế, trên 100 công dân tại cơ sở tập trung và trên 40 công dân tại nơi cư trú. Nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp thành phố vẫn tích cực rà soát theo dõi phát hiện sớm các trường hợp F1, F2, F3 của bệnh nhân COVID-19 từ tỉnh thành khác để kịp thời triển khai các phương án ngăn chặn, quyết không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trên địa bàn.